Công vụ các sứ đồ chương 26. Phao-lô trước vua Agrippa. Bây giờ vua Agrippa bảo Phao-lô: "Anh được phép nói để tự bào chữa." Phao-lô giơ tay ra tự biện hộ như sau: "Tâu vua Agrippa, hôm nay tôi may mắn được tự biện hộ trước mặt vua về mọi điều người Do Thái cáo buộc tôi. Vì vua đặc biệt biết rõ mọi phong tục cũng như những vấn đề tranh cãi của người Do Thái. Vậy xin vua hãy kiên nhẫn nghe tôi. Mọi người Do Thái đều biết nếp sống của tôi từ lúc còn trẻ, ở giữa dân tộc tôi và tại Jerusalem. Nếu họ sẵn sàng làm chứng về điều này, thì từ lâu họ thừa biết tôi đã sống theo phái Pha-ri-si, là phái nghiêm khắc nhất trong tôn giáo chúng tôi. Nay tôi đứng đây để bị xét xử là vì hy vọng nơi lời hứa của Đức Chúa Trời cho tổ phụ chúng tôi. Chính vì niềm hy vọng ấy mà 12 bộ tộc chúng tôi lấy lòng nhiệt thành thờ phượng Đức Chúa Trời ngày đêm, muôn tâu, và cũng chính vì niềm hy vọng ấy mà tôi bị người Do Thái tố cáo. Tại sao quý vị ở đây lại không thể tin rằng Đức Chúa Trời khiến người chết sống lại? Thật vậy, chính tôi trước đây đã nghĩ rằng phải tìm mọi cách để chống đối danh Giê-xu người Nazareth. Tôi đã làm như vậy tại Jerusalem, dựa vào thẩm quyền của các thầy tế lễ cả. Tôi không những bỏ tù nhiều thánh đồ mà khi họ bị kết án tử hình, tôi cũng bỏ phiếu tán đồng nữa. Tôi thường đi khắp các nhà hội để trừng phạt họ và ép buộc họ chối bỏ đức tin. Tôi tức giận đến nỗi đi tận các thành ngoại quốc để bắt bớ họ. Vì thế, tôi đi lên Đa Mách với thẩm quyền và mệnh lệnh của các thầy tế lễ cả. Trên đường đi, muôn tâu, vào lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời chói lọi hơn mặt trời chiếu chung quanh tôi và những người cùng đi. Khi tất cả chúng tôi ngã xuống đất, tôi nghe tiếng phán với tôi bằng tiếng Hebrew rằng: "Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Đá vào mũi nhọn thì thật khó chịu cho ngươi." Tôi thưa: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa đáp: "Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng hãy trỗi dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra với ngươi để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng về những điều ngươi đã thấy nơi ta và về những điều ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi biết. Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại, là nơi ta sai ngươi đến để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Satan trở về cùng Đức Chúa Trời, hầu cho bởi đức tin nơi ta, họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi không dám chống cự với khải tượng từ trời, nhưng trước hết tôi rao giảng cho những người ở Đa Mách, kế đến tại Jerusalem và cả miền Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Vì lý do đó, người Do Thái đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Nhưng tôi được Đức Chúa Trời phù hộ cho đến ngày nay. Và vì vậy, tôi đứng đây làm chứng cho người lớn kẻ nhỏ, không nói gì khác hơn là điều các nhà tiên tri và Môi-se đã báo trước phải xảy ra, tức là đấng Christ phải chịu thương khó và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết để rao truyền ánh sáng cho dân Do Thái cũng như các dân ngoại. Khi Phao-lô đang tự biện hộ thì Phê-tu nói lớn: "Phao-lô ơi, anh mất trí rồi, anh học nhiều quá đến hóa điên mất." Nhưng Phao-lô đáp: "Bẩm quan lớn Phê-tu, tôi không mất trí đâu, nhưng tôi đang nói những lời chân thật và tỉnh táo. Vì đức vua biết rõ những điều này nên tôi mạnh dạn tâu. Bởi tôi tin chắc rằng
chẳng có điều nào đức vua không biết, vì mọi việc đó không làm ra trong bóng tối đâu. Tâu đức vua Agrippa, đức vua có tin các nhà tiên tri chăng? Tôi biết đức vua tin đó. Vua Agrippa nói với Phaolô, đừng tưởng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh thuyết phục được ta trở thành một cơ đốc nhân. Phaolô tâu, dù thời gian dài hay ngắn, tôi cầu xin Đức Chúa Trời rằng, không những một mình đức vua mà tất cả những người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi ngoại trừ cái xiềng này thôi. Bấy giờ vua, tổng đốc bà Berenice và những người cùng ngồi đều đứng dậy. Khi ra về, họ nói với nhau, người này chẳng làm điều gì đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả. Vua Agrippa nói với Phêtô, nếu người này chưa khiếu nại lên Caesar thì có thể tha được. Công vụ các sứ đồ chương 27. Phaolô đến Roma. Khi đã quyết định cho chúng tôi đi đường biển qua Italia thì họ giao Phaolô và mấy tù nhân khác cho một viên đội trưởng tên Euler thuộc binh đoàn hoàng gia Auguste. Chúng tôi xuống một chiếc tàu từ Atramis sắp đi đến các hải cảng dọc bờ biển Asia và chúng tôi ra khơi. Arita, người Macedonia ở Thessalonica cùng đi với chúng tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi đến Sidon. Euler đối xử tử tế với Phaolô, cho phép ông đi thăm các bạn hữu và để cho họ chăm sóc ông. Rồi từ nơi đó, chúng tôi xuống tàu đi theo sát bờ đảo Síp. Vì bấy giờ gió ngược, sau khi vượt qua hải phận Cilici và Pamphili, chúng tôi đến Myra thuộc Lycia. Ở đó, viên đội trưởng thấy có một chiếc tàu từ Alexandria qua Italia, nên cho chúng tôi xuống tàu đó. Tàu chạy chậm trong nhiều ngày và phải vất vả lắm mới đến gần thành Cernit, vì gió ngược không cho phép tàu tiếp tục đi xa hơn, nên chúng tôi áp sát bờ đảo Crete đi ngang qua Samon. Chúng tôi đi dọc theo bờ biển với nhiều khó khăn và đến một nơi gọi là Mỹ Cảng gần thành Lace. Chúng tôi đã mất nhiều thời gian và cuộc hành trình trở nên nguy hiểm vì đã qua kỳ kiêng ăn, nên Phaolô khuyên họ rằng, thưa các ông, tôi thấy cuộc hành trình này chắc sẽ gặp nguy hiểm và thiệt hại lớn, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà cả đến tính mạng chúng ta nữa. Nhưng viên đội trưởng tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phaolô nói, vì hải cảng đó không tiện cho tàu đậu vào mùa đông, nên đa số đều đồng ý nên rời khỏi đó bằng mọi cách phải đi đến Phoenix là cảng của đảo Crete về hướng tây nam và tây bắc để nghỉ mùa đông ở đó. Khi gió nam bắt đầu thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được kế hoạch nên nhổ neo và đi dọc theo đảo Crete, bị bão và chìm tàu. Nhưng chẳng bao lâu, một trận cuồng phong gọi là Euraquilon từ trên đảo quật xuống. Tàu bị cuốn đi và không thể đương đầu nổi với sức gió nên chúng tôi đành bỏ mặc cho nó trôi dạt. Khi tàu trôi qua phía nam của một đảo nhỏ gọi là Clodan, chúng tôi phải khó nhọc lắm mới bảo vệ được chiếc xuồng cứu sinh. Sau khi kéo xuồng lên, họ dùng dây cáp buộc chặt quanh chiếc tàu. Rồi vì sợ mắc cạn trên bãi Sirter nên họ hạ buồm xuống để mặc cho gió đưa đi. Ngày hôm sau, cơn bão vẫn tiếp tục thổi mạnh nên họ bắt đầu ném hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba, họ tự tay mình ném những trang thiết bị trên tàu xuống biển. Trong suốt nhiều ngày, không có mặt trời cũng chẳng có ngôi sao nào xuất hiện. Và cơn bão thì cứ thổi mạnh. Cuối cùng chúng tôi chẳng còn hy vọng được cứu nữa. Vì họ nhịn đói đã lâu ngày, nên Phaolô đứng ở giữa họ và nói,
Thưa các ông, nếu hôm trước các ông nghe lời tôi đừng rời khỏi đảo Cơ Rết, thì chúng ta đã tránh được thiệt hại và mất mát này. Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông hãy vững lòng. Trong các ông chẳng ai thiệt mạng cả, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã hiện đến với tôi và phán: Hỡi Phao-lô, đừng sợ, con phải ứng hầu trước Sê-san. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi tàu với con. Vậy xin các ông hãy vững lòng, vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài đã phán. Nhưng chắc hẳn chúng ta sẽ bị trôi dạt vào một đảo nào đó. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng tôi vẫn lênh đênh trên biển Adriatic. Vào lúc nửa đêm, các thủy thủ tưởng rằng họ đang đến gần đất liền. Họ thả trái dò xuống thì thấy sâu 20 sải. Đi xa một ít nữa, họ lại thả trái dò thì thấy 15 sải. Bây giờ, sợ đụng phải chỗ có đá nên họ từ phía đuôi tàu thả 4 neo xuống và cầu mong cho trời mau sáng. Nhưng vì các thủy thủ đang tìm cách trốn khỏi tàu nên thả chiếc xuồng xuống biển, giả vờ đi thả neo trước mũi tàu. Vì thế, Phao-lô nói với viên đội trưởng và binh sĩ: Các ông không thể được cứu thoát trừ phi những người này cứ ở trong tàu. Bây giờ những binh sĩ cắt dây buộc chiếc xuồng ấy cho nó rơi xuống. Khi trời sắp sáng, Phao-lô khuyên mọi người hãy ăn. Ông nói: Các ông đã trông đợi liên tục 14 ngày nay, nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy tôi khuyên các ông hãy ăn để bảo toàn mạng sống, vì chẳng một sợi tóc nào trên đầu các ông sẽ mất cả. Nói xong, Phao-lô lấy bánh, đứng trước mặt mọi người tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra và bắt đầu ăn. Bây giờ mọi người được khích lệ và cũng ăn uống. Chúng tôi có tất cả 276 người trong tàu. Sau khi ăn no nê, họ ném lúa mì xuống biển làm cho nhẹ tàu. Đến sáng, họ không nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh với bãi biển, nên dự định nếu có thể thì cho tàu cập vào bờ. Vậy họ dứt dây neo bỏ xuống biển, đồng thời tháo dây buộc bánh lái, rồi họ giương buồm thuận theo chiều gió chạy thẳng vào bờ. Nhưng tàu chạy đụng phải bãi cát ngầm nên bị mắc cạn. Đầu tàu cắm xuống cát nằm bất động, còn đuôi tàu thì bị sóng đánh bể nát hết. Bấy giờ quân lính định giết tất cả tù nhân để không một người nào có thể bơi vào bờ trốn thoát. Nhưng viên đội trưởng muốn cứu Phao-lô nên ngăn trở ý định đó. Ông ra lệnh cho ai biết bơi thì nhảy xuống trước và bơi vào bờ. Số còn lại theo sau, người thì cởi trên ván, kẻ thì ôm mảnh vỡ của chiếc tàu. Thế là mọi người đều được lên bờ an toàn. Công vụ các sứ đồ, chương 28. Phao-lô tại đảo Man-tơ. Sau khi được thoát nạn, chúng tôi mới biết rằng hòn đảo này tên là Man-tơ. Dân địa phương tỏ ra đặc biệt tử tế với chúng tôi. Vì trời bắt đầu mưa và lạnh nên họ đốt lửa lên và tiếp đón tất cả chúng tôi. Phao-lô lượm một bó củi ném vào đống lửa thì một con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra quấn chặt vào tay ông. Khi dân địa phương thấy con rắn đeo trên tay Phao-lô thì nói với nhau: Thật người này là tay giết người. Cho nên dù thoát chết ngoài khơi mà công lý vẫn không cho phép sống. Nhưng Phao-lô rảy rắn lục vào lửa và chẳng bị đau đớn gì cả. Họ tưởng ông sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết ngay. Nhưng sau khi đợi một lúc, không thấy điều gì khác thường xảy ra, họ lại đổi ý và nói rằng ông là một vị thần. Gần đó là lãnh địa của Publius, tù trưởng đảo ấy,
Tù trưởng mời và tiếp đãi chúng tôi cách niềm nở trong 3 ngày. Lúc ấy, thân phụ của Publiu đang nằm trên giường vì bị cảm sốt và kiết lỵ. Phaolô đến thăm cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa lành. Khi việc này xảy ra, tất cả những người đau yếu trên đảo đều đến với Phaolô và được chữa lành cả. Họ tỏ lòng quý trọng chúng tôi. Khi chúng tôi xuống tàu, họ còn cung cấp đồ cần dùng cho chúng tôi nữa. Phaolô tại Roma. 3 tháng sau, chúng tôi đáp tàu có tên Diocua từ Alexandria đến, là tàu đã trú mùa đông tại đảo này. Chúng tôi đến Syracuse và ở lại đó 3 ngày. Từ nơi đó, chúng tôi chạy vòng và đến Rhegium. Ngày hôm sau, gió nam thổi lên nên sau 2 ngày, chúng tôi đến Busole. Chúng tôi gặp các anh em ở đó. Họ mời chúng tôi ở lại với họ 7 ngày. Thế là chúng tôi đã đến Roma. Các anh em ở đó nghe tin chúng tôi đến thì ra tận Forum Appium và chỗ 3 quán để đón. Phaolô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và thêm can đảm. Khi chúng tôi vào thành Roma, Phaolô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Sau 3 ngày, Phaolô mời các bậc lãnh đạo của người Do Thái đến. Khi họ họp lại, ông nói: "Thưa anh em, dù không làm điều gì chống lại dân tộc hoặc phong tục của tổ phụ chúng ta, tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người Roma. Sau khi tra xét tôi, họ muốn trả tự do cho tôi, vì thấy tôi không làm điều gì đáng chết. Nhưng người Do Thái phản đối nên tôi buộc phải khiếu nại lên Caesar. Chứ tôi không có ý tố cáo dân tộc mình đâu. Vì lý do đó, tôi đã xin gặp và nói chuyện với anh em. Chính vì niềm hy vọng của dân Israel mà tôi mang xiềng xích này." Họ đáp: "Chúng tôi không nhận được thư nào từ Jude nói về anh, và cũng chẳng có anh em nào đến đây báo cáo hay là nói xấu về anh nữa. Tuy nhiên, chúng tôi muốn biết anh suy nghĩ thế nào, vì chúng tôi biết giáo phái này bị người ta chống đối khắp nơi." Sau khi định ngày gặp ông, họ đến thăm ông tại nhà trọ rất đông. Từ sáng đến chiều, ông cứ làm chứng và giải nghĩa cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các lời tiên tri mà cố gắng thuyết phục họ về Đức Chúa Giê-xu. Một số người chịu thuyết phục bởi lời ông giảng, còn số khác không chịu tin. Vì thế, họ bất đồng với nhau và ra về, nên Phaolô nói thêm lời này: "Đức Thánh Linh đã phán thật đúng lắm khi Ngài dùng nhà tiên tri Ê-sai phán với tổ phụ anh em rằng: hãy đi đến với dân này và nói: các ngươi nghe mà chẳng hiểu gì, các ngươi nhìn mà không thấy chi, vì lòng dân này trở nên tối tăm, tai họ nặng, mắt họ nhắm, e rằng mắt họ thấy được, tai họ nghe được, lòng họ hiểu được, và họ trở lại để ta chữa lành chăng. Vậy hãy biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được truyền bá cho các dân ngoại, và họ sẽ lắng nghe." Phaolô ở trọn 2 năm tại một nhà thuê. Ông tiếp đón mọi người đến thăm mình, giảng về vương quốc Đức Chúa Trời và dạy về Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ một cách tự do, không bị ai ngăn cấm.